giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, có trọng tâm trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào từng hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố. Thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, động viên ý chí tự lực tự cường, cần kiệm, xây dựng đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Một số kết quả nổi bật từ phong trào như lực lượng vũ trang thành phố đã kịp thời tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố, 7 cuộc diễn tập cấp quận huyện và 69 cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã phường, huy động hơn 2.300 lượt cán bộ chiến sĩ với hơn 10.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Với những thành tích đạt được, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng một huân chương chiến công hạng nhất, một huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, 2 cờ thi đua của chính phủ, 4 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 5 cờ thi đua của Bộ Công an, 1 cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 1 cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 4 cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều bằng khen của các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang thành phố thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện trên các mặt công tác, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để thi đua thực sự là nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029, trong đó thường xuyên quán triệt giáo dục cho mỗi cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nhận thức đúng các vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng và thi đua yêu nước, thực hiện đúng phương châm ở đâu có hoạt động của bộ đội ở đó có phong trào thi đua quyết thắng, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện lãnh đạo của tập thể gắn với phân công cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của các tổ chức thực hiện có cái hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, sự thành công của đại hội là niềm vui, nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn và là thành quả của tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm, sự tâm huyết, ý chí, quyết tâm của toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, lực lượng vũ trang thành phố không ngừng phát huy truyền thống, trung thành, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng, nêu cao ý chí, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ quân sự thành phố trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Để tinh thần chủ trương của đại hội sớm đi vào thực tiễn, đề nghị các cấp ủy chính quyền cùng với cấp ủy chỉ huy và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp của lực lượng vũ trang thành phố quán triệt lĩnh hội đầy đủ toàn diện sâu sắc về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp mà đại hội đã đề ra, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố để quán triệt tuyên truyền về kết quả nội dung của đại hội, từ đó thống nhất ý chí, quyết tâm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng ngay sau đại hội này. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã trao bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024.